đã đến giờ các em ạ. Lấy một chiếc đồng hồ xin mời toàn thể các chú và toàn thể các vị quý cùng các em nhỏ và đồng đến ở ngoài sân. Chúng ta hãy mau mau về khán trường để cùng nhau phá vỡ tâm nhạc và xin mời toàn thể các chú. Thank you.
để tái đấu, tái đấu lần thứ hai.